Xin chào các anh các chị, tôi là Hà Ly, thành viên của nhóm tư vấn UNIC, hiện đang tư vấn cho dự án bio của EZ về cái tài chính bền vững của các khu bảo tồn. Thì như cái bài trình bày trước thì tôi đã trình bày giới thiệu về cái công cụ tự đánh giá tài chính của các khu bảo tồn. Và cái bộ công cụ đó thì gồm ba cái công cụ nhỏ, là cái công cụ đánh giá tự đánh giá tài chính của ban quản lý các vườn quốc gia, các khu bảo tồn. Công cụ thứ hai là công cụ đánh giá tài chính dùng cho ủy ban nhân dân các xã thuộc vùng đệm khu bảo tồn, và công cụ thứ ba là dành cho cơ quan quản lý tài chính cấp trên, có thể là tổng cục lâm nghiệp, có thể là cơ quan kiểm tri cục kiểm lâm, hoặc cơ quan tài chính ủy ban nhân dân mà khu bảo tồn hoặc ba vườn quốc gia đó trực thuộc. Và sau đây là cái tôi xin trình bày cái thông tin ghi nhận tại vườn quốc gia Cát Tiên, mà các thông tin về tài chính đã được ghi nhận từ ba cái bộ công cụ nhỏ nói trên. Chuyến thực địa tại vườn quốc gia Cát Tiên thì được thực hiện vào tháng 10 năm 2020. Được thực hiện tại ban quản lý vườn quốc gia Cát Tiên, ủy ban nhân dân xã Đắc Lua, xã Phước Cát 2 và ủy ban nhân dân xã Tà Lài, vùng đệm khu vườn quốc gia Cát Tiên. Vườn quốc gia Cát Tiên thì cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp khác thì vườn có nhận được nguồn ngân sách từ ngân sách nhà nước để được sử dụng chi cho các hoạt động chi thường xuyên và chi không thường xuyên. Ngoài ra thì vườn có các cái thu nhập để lại từ cái phí vé vào cửa, phí dịch vụ du lịch khác và các cái phí dịch vụ ăn uống, các cái phí dịch vụ khác nằm trong cái khuôn khổ của vườn. Ngoài ra vườn thì có cái kinh phí cho nghiên cứu khoa học và cái nguồn kinh phí từ các đề tài hợp tác, dự án hợp đề tài dự án hợp tác quốc tế. Và vườn cũng có một nguồn thu đáng kể từ cái dịch vụ môi trường rừng, từ cái hoạt động quỹ dịch vụ môi trường rừng. Qua thông tin thu nhận được từ các cái công cụ tự đánh giá tài chính nêu trên thì chúng tôi đã ghi nhận được là vườn quốc gia Cát Tiên cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp khác đều có cái nguồn ngân sách từ nhà nước để sử dụng phục vụ cho các hoạt động chi thường xuyên và không thường xuyên, như là lương, các hoạt động về trang phục kiểm lâm, các hoạt động phòng chống chữa cháy rừng, và vân vân. Và cái vườn thì cũng có, tuy nhiên thì cái nguồn từ ngân sách nhà nước này thì sẽ dần dần được cắt giảm theo cái chủ trương mới của các cái xu hướng của các cơ quan, là phải tự chuyển sang tự đảm bảo tài chính, và cái nguồn ngân sách này là sẽ cắt dần theo hàng năm theo theo lộ trình. Ngoài ra thì vườn có cái nguồn thu nhập từ để lại từ phí vào cửa, phí dịch vụ du lịch khác. Tuy nhiên thì năm 2020 2021 do cái dịch Covid cho nên là cái nguồn thu từ cái hoạt động này nó rất là hạn chế và ảnh hưởng rất lớn đến cái nguồn thu nhập của ở vườn. Ngoài ra thì vườn cũng có cái kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học và các cái kinh phí từ các cái đề tài dự án hợp tác quốc tế. Và một cái nguồn thu cũng đáng kể, rất là đáng kể của vườn, đó là nguồn thu từ cái dịch vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thì vườn nằm trong cái địa phận của giáp danh ba tỉnh nên là cái nguồn kinh phí nó cũng tương đối là lớn. Và qua cái tự đánh giá của vườn cũng như của nhóm đánh giá thì đánh giá vườn hiện đang có bị thiếu hụt nguồn vốn. Cái mảng mà thiếu hụt lớn nhất là cho cái hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến đa dạng sinh học, bao gồm là điều tra đánh giá hiện trạng cũng như là giám sát cái đa dạng sinh học là hầu như là không có.
đủ kinh phí, và cái hoạt động cứu hộ và bảo tồn loài cũng như vậy, là không đủ kinh phí để cho các cái hoạt động cứu hộ này. Mặc dù trên vườn là có cái trạm cứu hộ gấu, tuy nhiên là hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn kinh phí từ nước ngoài. Vườn cũng không có đủ kinh phí để đầu tư cho cái hạ tầng du lịch như đường vào, bến bãi rồi cầu qua sông. Hiện tại là nếu mà muốn vào vườn tham quan du lịch thì phải đi qua cái bến phà ở cổng vườn ấy. Rồi vườn cũng không đủ kinh phí để đào tạo nhân viên liên quan đến các cái kỹ năng về du lịch. Như là cái kỹ năng về đưa đón khách rồi tiếp khách rồi hướng dẫn khách ở trong khu du lịch rồi phục vụ ăn uống rồi các cái dịch vụ khác đi kèm là hầu như là làm không 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 phải là chuyên nghiệp hẳn như các cái đơn vị du lịch khác. Ngoài ra thì vườn cũng gặp phải được đánh giá là gặp phải rất nhiều các cái rào cản pháp lý đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vào du lịch. Và như vườn cũng đánh giá là cơ sở hạ tầng đang trong tình trạng rất là xuống cấp, kể cả là gồm các cái nhà văn phòng, các trạm kiểm lâm thì cũng sử dụng các cơ sở cũ được đầu tư từ rất là lâu rồi. Rồi văn phòng cho khách, văn phòng rồi phòng ở cho khách du lịch cũng, cái khu trung tâm du khách cũng rất là xuống cấp. Rồi nhà hàng, các phương tiện tàu thuyền, xe ô tô thì đều đã được đầu tư rất là lâu, rất là cũ rồi. Như trên tôi đã trình bày, như trên tôi đã trình bày thì do vườn không đủ cái kinh phí để đào tạo cán bộ nhân viên, cho nên là vườn cũng đánh giá là năng lực cán bộ trong cái lĩnh vực du lịch là chưa đáp ứng được cái yêu cầu đề ra, là không có kinh nghiệm để cán bộ hay là nhân viên thì không có kinh nghiệm để điều hành cái trung tâm du khách hay là quản lý trang web hay thực hiện các cái chức năng chính khác nhằm mà thúc đẩy cải thiện cái du lịch tại vườn, và nó dẫn đến là cái nguồn thu từ cái du lịch này là vẫn chưa 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 hết cái khả năng mà vườn có thể có. Ngoài ra thì cái nguồn vốn như như trên đã nói thì là cái nguồn vốn dành cho các cái chương trình và trung tâm cứu hộ loài, giám sát đa họng còn rất hạn chế. Cái một cái khó khăn nữa là cái chế độ đãi ngộ của cán bộ rất là thấp. Vừa đánh giá là với tổng số cán bộ công nhân viên là gần 200 người, trong đó thì chia ra trên số diện tích trên đầu người rất là lớn mà trách nhiệm thì cao, tuy nhiên là cái nguồn thu thì ít, cái lương thì thấp mà thời gian làm việc và trách nhiệm thì rất là căng thẳng. Trách nhiệm thì cao mà thời gian làm việc thì nhiều, thậm chí thì có người chỉ được nghỉ chủ nhật nhưng mà cũng ít người về vì nhà xa, và cái thời gian nhiều khi phòng cháy chữa cháy rừng thì đòi hỏi toàn thời gian, cho nên là cái thời gian bỏ ra, cái công sức bỏ ra so với cái số tiền nhận được thì rất là thấp, cho nên là hầu như các cái cán bộ nghỉ việc hàng năm rất là nhiều vì họ có thể tìm được các cái cơ hội có tăng thu nhập cho mình và nuôi sống gia đình ở ngoài cao hơn là cái lương kiểm lâm, lương làm trong cán bộ quản lý vườn. Đấy là một cái mà khó khăn mà không chỉ Cát Tiên mà hầu hết các cái vườn quốc gia, các khu bảo tồn đều đang gặp phải. Vườn cũng tự đánh giá là cán bộ tài chính của vườn thì không có chuyên môn hoặc là không được đào tạo về lập kế hoạch và cái cơ chế tài chính bền vững. Đây cũng là một cái khó khăn mà vườn cũng rất trăn trở và rất là muốn là có được cái cơ hội để đào tạo về cái mảng tài chính bền vững này. Ngoài ra thì các theo đánh giá thì tại Ủy ban nhân dân các xã vùng lân cận, vùng đệm cũng như vùng nhỏ khu bảo của vườn thì các xã này không có cái nguồn tài chính nào, không có một nguồn tài chính nào để sử dụng cho cái hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học hay là phòng chống chữa cháy rừng, mà hầu như là xã là hoạt động trên cơ sở tự nguyện và huy động tối đa cái nhóm
dân quân rồi nhóm các cái nhóm là người khác và trên cơ sở tinh thần tự nguyện là chính, hầu như là không có cái chế độ đãi ngộ nào đối với những cái người tham gia các cái hoạt động bảo tồn này. Và cái cơ hội tài chính mà vườn cũng như là cơ quan quản lý cấp trên đã đánh giá thì vườn có một cái cơ hội tài chính về cái hoạt động dịch vụ, nguồn thu từ cái dịch vụ môi trường rừng, thì cái do là cái thủy điện thì nó sẽ cái nhu cầu về điện năng thì nó cũng tăng dần, tuy nhiên là nó cũng sẽ chững lại trong một khoảng nào đó. Nhưng mà đây cũng là một cái nguồn thu đáng kể để làm cái chi phí cho để gia tăng các cái nguồn thu cho vườn trong cái bối cảnh mà cái dần dần tiến tới cái tự chủ tài chính. Và vườn thì có một cái tiềm năng du lịch rất là lớn, có các cái sinh cảnh khác nhau, ví dụ như là khu vực bảo sấu, rồi khu vực nuôi nhốt thú, khu vực bảo tồn thú, và du khách có thể đi tham quan vào các cái buổi khác nhau, cũng có mỗi cái khung giờ khác nhau thì lại có những cái đặc điểm khác nhau, mặc dù đây là một cái đặc điểm mà thu hút khách rất là lớn từ thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn lân cận như từ Đồng Nai, Bình Dương. Và đây là một cái nguồn thu tiềm năng. Tuy nhiên là để có được cái nguồn thu này thì lại phải đầu tư rất lớn, mà lại cái đầu tư thì lại được đang được bị hạn chế. Thì vườn cũng đang trăn trở cái khoản này. Và một cái khác là cái cơ hội khi mà có các cái thay đổi cơ chế trong cái thu hút đầu tư tư nhân và các hoạt động du lịch sinh thái. Các cái ví dụ như là đầu tư vào cơ sở hạ tầng để đón tiếp du khách, hay là đầu tư vào các cái phương tiện di chuyển trong vườn, các cái thiết bị quan sát thú hoặc là tham quan cắm trại. Và vườn thì cũng có một cái và cái cơ chế mà đầu tư cho bảo tồn đa dạng sinh học. Thì hiện tại thì vườn cũng như cái đợt điều tra năm 2020 thì có một cái doanh nghiệp tư nhân họ đầu tư vào cái vườn cây hoa trà để bảo tồn trà, nằm cũng nằm trong khuôn viên của vườn, và họ đã tự nguyện bỏ cái nguồn kinh phí rất là lớn để sưu tập các loại trà để làm tham gia cái vườn để bảo tồn. Và một cái thuận lợi nữa là sắp tới thì Việt Nam tham gia cái thỏa thuận chi trả giảm phát thải giữa Việt Nam và quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp thông qua World Bank. Thì đây cũng là một cái cơ hội mà cho các vườn có cái diện tích lớn để có cái nguồn thu tương đối là đáng kể. Tuy nhiên thì đây cũng mới nằm trên các cái hoạt động gọi là trên trên giấy tờ, thế còn hiện thực tế để mà nhận được và để mà phát triển thì cũng còn rất là lâu nữa. Và trên đây là toàn bộ các cái thông tin ghi nhận được của nhóm đánh giá tài chính bền vững tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, và xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Trân trọng cảm ơn.